khó kích hoạt điều khoản bất khả kháng cho nhà thầu trong báo giá vật liệu. Theo nguồn tin của báo Giao thông, Bộ Xây dựng vừa có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về các khó khăn, vướng mắc và giải pháp tháo gỡ trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Ký văn bản báo cáo, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Hồng Minh cho biết, từ cuối quý 4 năm 2020 đến quý 1 năm 2022, giá nguyên, nhiên liệu, vật liệu xây dựng có xu hướng biến động tăng. Trong đó, có thép, xi măng, nhựa đường, xăng, dầu, cát, đất đắp. Từ tháng 4 trở lại đây, giá nhiên liệu và một số vật liệu xây dựng chủ yếu bắt đầu giảm. Trong đó, giá thép giảm mạnh nhất, hiện ở mức 15-16.000 đồng trên kg, tương đương với giá thép quý 2 năm 2021. Tuy nhiên, so với mặt bằng giá quý 4 năm 2020, tại thời điểm tháng 7 năm 2022, giá nhiên liệu và giá một số vật liệu chủ yếu vẫn cao như giá thép xây dựng cao hơn khoảng 25%, giá xi măng cao hơn khoảng 15-20%, giá nhựa đường cao hơn khoảng 40%, dầu diesel cao hơn gần 100%, Bộ Xây dựng thông tin. Cũng theo Bộ Xây dựng, theo số liệu các địa phương công bố, chỉ số giá xây dựng quý 1 năm 2022 tăng trung bình khoảng 10% so với thời điểm chưa có biến động vào năm 2020. Trong đó, chỉ số giá xây dựng một số công trình, công nghiệp, giao thông, hạ tầng kỹ thuật tại một số địa phương tăng từ 15-20%. Riêng đối với dự án giao thông, Bộ Xây dựng cho biết, hầu hết các công trình thi công sau năm 2020, trong đó có cao tốc Bắc Nam phía Đông, đều chọn phương án ký hợp đồng theo nguyên tắc điều chỉnh đơn giá. Bộ Xây dựng cũng cho rằng, khó khăn trong việc thực hiện hợp đồng điều chỉnh theo đơn giá hiện nay do các bên không lường hết rủi ro về trượt giá và tình trạng thiếu nguồn cung đối với một số loại vật liệu chủ yếu như đất đắp, cát, đá, nhất là các dự án đường cao tốc phía Đông giai đoạn 1 nên phạm vi điều chỉnh giá trong một số hợp đồng bị giới hạn.